Sách Thi Thiên chương 27. Không sợ hãi vì có Chúa bảo vệ. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ ác và quân thù tấn công tôi, chúng muốn ăn tươi nuốt sống tôi, thì chúng đều vấp ngã. Dù một đạo binh đóng đối diện với tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dù giặc giả nổi lên chống lại tôi, khi ấy tôi vẫn vững tin nơi Chúa. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che chở tôi trong lều của Ngài, giấu tôi nơi kín đáo của trại Ngài và Ngài sẽ đặt tôi trên một phần đá. Bấy giờ tôi sẽ ngẩng đầu cao hơn các kẻ thù vây quanh tôi. Trong trại Ngài, tôi sẽ dâng tế lễ với tiếng hát vui mừng. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe tiếng con kêu cầu với Ngài. Xin thương xót con và nhậm lời con. Khi Chúa phán, các con hãy tìm kiếm mặt ta, thì lòng con thưa với Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ôi, con sẽ tìm kiếm mặt Ngài. Lạy Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi con, xin đừng ẩn mặt Chúa với con, chớ xua đuổi đầy tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ của con, xin chớ lìa con, chớ bỏ con. Khi cha mẹ bỏ con thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận con. Đức Giê-hô-va ôi, xin dạy con đường lối của Ngài, xin dẫn con vào các nẻo bằng phẳng vì cớ các kẻ thù con. Chớ phó con cho ý muốn của kẻ thù con, vì chúng tung ra những lời chứng dối và buông lời hung bạo chống lại con. Con tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy mạnh mẽ và can đảm. Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Sách Ma-thi-ơ chương 27. Đến sáng, tất cả các thầy tế lễ cả và các trưởng lão của dân chúng bàn mưu chống lại Đức Chúa Giê-xu để giết Ngài. Họ trói Ngài lại, rồi giải đi giao nộp cho Tổng đốc Phi-lát. Sự chết của Giu-đa. Khi Giu-đa, kẻ phản Ngài, thấy Ngài bị kết án thì hối hận, đem 30 miếng bạc trả lại cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng, tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Nhưng họ đáp, việc ấy thì có liên can gì đến chúng tôi? Đó là việc của anh. Giu-đa ném bạc vào đền thờ rồi trở ra đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả nhặt những miếng bạc và nói, để bạc này vào công quỹ là không hợp lệ vì là giá của máu. Vì vậy, họ bàn với nhau dùng bạc ấy mua đồng ruộng của thợ gốm để chôn cất các kiều dân. Vì lý do đó mà đồng ruộng ấy được gọi là ruộng máu cho đến ngày nay. Như vậy, lời của nhà tiên tri Jeremy đã nói được ứng nghiệm. Họ lấy 30 miếng bạc là giá mà con cái Israel đã định cho Ngài và dùng bạc ấy mua đồng ruộng của thợ gốm như Chúa đã truyền cho ta. Đức Chúa Giê-xu trước mặt Phi-lát. Lúc ấy, Đức Chúa Giê-xu đứng trước mặt Tổng đốc. Viên Tổng đốc hỏi, người có phải là vua dân Do Thái không? Đức Chúa Giê-xu đáp, chính người đã nói thế. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các trưởng lão tố cáo Ngài, Ngài không trả lời. Phi-lát hỏi Ngài, ngươi không nghe biết bao điều họ đã làm chứng chống lại ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp một lời nào, khiến viên tổng đốc rất đổi kinh ngạc. Theo thông lệ, cứ vào dịp lễ, tổng đốc ân xá cho một tù nhân theo ý dân muốn. Lúc ấy, họ đang giữ một tù nhân khét tiếng tên là Ba-ra-ba. Vì vậy, khi tụ họp lại, thì Phi-lát hỏi, các ngươi muốn ta tha cho người nào, Ba-ra-ba hay Giê-xu gọi là Christ? Vì ông biết, bởi lòng đố kỵ nên họ đã nộp Ngài. Ngoài ra, trong lúc ông ngồi xử án, vợ ông cho người đến thưa rằng, xin đừng đụng đến người công chính ấy, chính vì người mà hôm nay tôi bị dằn vặt nhiều trong chiêm bao. Nhưng các thầy tế lễ cả và các trưởng lão xúi dục dân chúng xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Chúa Giê-xu. Tổng đốc lại hỏi, trong hai người này các ngươi muốn ta tha ai?
Họ trả lời: Baraba. Phi-lát nói: Vậy ta phải xử thế nào với Giê-xu gọi là Christ? Họ đồng loạt trả lời: Đóng đinh nó trên cây thập tự. Tổng đốc hỏi: Người này đã làm điều ác gì? Nhưng họ lại la lớn: Đóng đinh nó trên cây thập tự. Vì vậy, khi Phi-lát thấy mình chẳng làm được gì, lại còn có thể nảy sinh bạo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng rồi nói: Ta vô tội về huyết của người này, đó là việc của các ngươi. Cả dân chúng đều trả lời: Xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Vậy Phi-lát tha Baraba cho họ và đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, rồi giao ngài để đóng đinh vào thập tự giá. Sau đó, lính của tổng đốc đem Đức Chúa Giê-xu vào tư dinh tổng đốc và tập trung cả đội binh chung quanh ngài. Chúng lột áo ngài ra và khoác cho ngài một chiếc áo điều, đan một chiếc mão gai và đội trên đầu ngài, rồi đặt một cây sậy trong tay phải ngài. Chúng quỳ trước mặt ngài nhạo báng rằng: Lạy vua dân Do Thái. Chúng khạc nhổ trên ngài, lấy cây sậy đánh vào đầu ngài. Sau khi đã chế nhạo ngài, chúng lột áo điều ra, mặc áo của ngài vào, rồi giải đi để đóng đinh vào thập tự giá. Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Lúc đi ra, chúng gặp một người Si-ren tên là Si-môn và bắt người này vác thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu. Khi đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, có nghĩa là đồi sọ, chúng cho ngài uống rượu hòa với mật đắng, nhưng khi đã nếm thì ngài không uống. Sau khi đã đóng đinh ngài vào thập tự giá, chúng bắt thăm chia nhau y phục của ngài, rồi chúng ngồi đó canh giữ ngài. Phía trên đầu ngài có để một cáo trạng ghi rằng: Đây là Giê-xu, vua dân Do Thái. Lúc ấy, có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với ngài, một tên ở bên phải, một tên ở bên trái. Những kẻ đi qua đều chế giễu lắc đầu và nói: Ngươi là người có thể phá đền thờ xây lại trong 3 ngày, hãy tự cứu mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá đi. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng chế nhạo ngài rằng: Nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu chính mình. Nó là vua Israel mà. Bây giờ hãy để nó xuống khỏi thập tự giá đi thì chúng ta sẽ tin ngay. Nó tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Nếu ngài yêu thương nó thì bây giờ hãy để ngài giải cứu nó. Vì nó nói: Ta là con Đức Chúa Trời. Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với ngài cũng mắng nhiếc ngài như vậy. Từ giữa trưa đến 3 giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp đất. Khoảng 3 giờ chiều, Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao ngài lìa bỏ con? Nghe vậy, vài người đứng gần đó nói: Người này gọi Eli. Một người trong bọn họ liền chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy và đưa cho ngài uống. Nhưng các kẻ khác lại bảo: Hãy đợi xem Eli có đến giải cứu nó không. Đức Chúa Giê-xu kêu một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn. Và kìa, bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, đất rúng động, đá tảng vỡ ra, các mộ mã cũng mở tung. Nhiều thi thể của các thánh đã qua đời được sống lại và ra khỏi mộ. Sau khi Đức Chúa Giê-xu sống lại, các thánh ấy đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người. Khi viên đội trưởng và quân lính canh giữ Đức Chúa Giê-xu thấy đất rúng động cùng những gì xảy ra thì vô cùng kinh hãi và nói: Thật, người này là con Đức Chúa Trời. Tại đó có nhiều phụ nữ đứng nhìn từ xa. Họ là những người đã theo Đức Chúa Giê-xu từ miền Galilee để phục vụ ngài. Trong số này có Mary Magdalene, Mary mẹ Gia-cơ và Joseph, cùng với mẹ của hai con trai Cebede. Sự an táng Đức Chúa Giê-xu. Đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, cũng là môn đồ của Đức Chúa Giê-xu, đến với Phi-lát và xin nhận thi thể Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát ra lệnh giao cho ông. Joseph nhận xác và khâm liệm bằng vải gai sạch, rồi đặt trong mộ mới của mình mà ông đã cho đục trong đá. Ông lăn một tảng đá lớn chặn cửa mộ rồi đi. Mary Magdalene và Mary khác có mặt tại đó, ngồi đối diện với mộ. Hôm sau, tức là ngày chuẩn bị,
các thầy tế lễ cả và những người Pharisee tụ họp lại trước mặt Pilát và nói: Thưa quan, chúng tôi nhớ tên lừa bịp này lúc còn sống có nói: Sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Vì vậy, xin quan ra lệnh bảo vệ kỹ ngôi mộ cho đến ngày thứ ba, kẻo các môn đồ của nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với mọi người rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, và sự lừa bịp sau còn tệ hại hơn sự lừa bịp trước. Phi-lát nói với họ: Các ngươi có lính canh, hãy đi canh mộ cẩn thận theo ý các ngươi. Vậy họ đi niêm phong mộ ngài và các lính canh giữ nghiêm ngặt. Sách Ê-sai chương 7. Lời tiên tri về Emmanuel. Vào thời trị vì của A-cha, con Jotham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa, thì vua nước A-ram là Rê-xin và vua Israel là Phê-ca, con Remalia, kéo quân lên đánh thành Jerusalem nhưng không thể chiếm được. Khi nhà David được báo tin rằng A-ram đã liên minh với Ê-phra-im, thì lòng vua A-cha và dân chúng trúng động như cây rừng lung lay trước gió. Đức Giê-hô-va phán với Ê-sai: Con hãy cùng con trai của con là Sê-a-gia-súp ra đón A-cha tại cuối kênh dẫn nước hồ trên, nằm trên đường cái dẫn đến cánh đồng thờ gặt. Con hãy nói với A-cha rằng: Hãy thận trọng và giữ yên lặng, đừng sợ và chớ sờn lòng, vì hai đầu que củi chỉ còn khói, tức là cơn giận dữ của Rê-xin vua A-ram và con trai của Remalia. Vì A-ram cùng với Ê-phra-im và con trai của Remalia mưu tính hại vua và nói rằng: Chúng ta hãy lên đánh Giu-đa, xé nó ra từng mảnh, phân chia nó cho chúng ta và lập một vua giữa nó, tức là con trai của Ta-bê-ên. Chúa là Đức Giê-hô-va phán: Mưu ấy không thành, việc đó không xảy ra, vì đầu của A-ram là Đa-mách, đầu của Đa-mách là Rê-xin. Trong 65 năm nữa, Ê-phra-im sẽ bị hủy diệt, không còn được kể là một dân. Đầu của Ê-phra-im là Samari, đầu của Samari là con của Remalia. Nếu các ngươi không tin chắc, sẽ không thể đứng vững được. Dấu lạ cho A-cha. Đức Giê-hô-va lại phán với A-cha: Hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ban một dấu lạ, hoặc dưới vực sâu hoặc trên trời cao. Nhưng A-cha thưa: Con sẽ không xin cũng không dám thử Đức Giê-hô-va. Ê-sai nói: Này, nhà David hãy nghe đây. Có phải các ngươi cho rằng làm phiền người ta là việc nhỏ, mà nay lại muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao? Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ. Này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật, cho đến khi biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Vì trước khi con trẻ ấy biết bỏ điều dữ chọn điều lành, thì đất nước của hai vua mà ngươi sợ sẽ bị bỏ hoang. Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên ngươi, trên dân tộc ngươi và trên hoàng gia những ngày tai họa chưa từng có, kể từ ngày Ê-phra-im tách khỏi Giu-đa, đó là ngày sẽ sai vua A-si-ri đến. Trong ngày ấy, Đức Giê-hô-va sẽ thổi còi gọi ruồi ở tận cùng các sông Ai Cập và gọi ông ở đất A-si-ri đến. Chúng sẽ đến đầu trong tất cả các thung lũng sâu, các vách đá, các kẽ đá, trong mọi bụi gai và đồng cỏ. Trong ngày ấy, Chúa sẽ dùng dao cạo thuê bên kia sông, tức là vua A-si-ri, để cạo đầu và cạo lông chân các người và cắt bỏ cả râu nữa. Đến lúc ấy, mỗi người chỉ có thể nuôi một con bò cái tơ và hai con chiên, nhưng chúng sản xuất sữa dư dật nên người ta sẽ ăn mỡ sữa, và tất cả những ai còn sót lại trong xứ thì sẽ nuôi mình bằng mỡ sữa và mật. Đến lúc ấy, tất cả những nơi trồng được 1.000 gốc nho đáng giá 1.000 miếng bạc sẽ mọc đầy những gai gốc và bụi rậm. Ai muốn vào đó phải đem theo cung tên, vì cả xứ toàn là gai gốc và bụi rậm. Các ngươi cũng không còn đếm các ngọn đồi mà mình đã cày xới nữa, vì sợ gai gốc và bụi rậm. Nhưng đó sẽ là nơi để thả bò và chỗ cho chiên dẫm nát. Sách Ê-sai chương 8. Lời tiên tri về ngày của Đấng Mê-si-a. Đức Giê-hô-va phán bảo tôi: Hãy lấy một tấm bảng lớn và viết trên đó bằng chữ của con người, Mahe-shala-hát-bác. Tôi đem theo các nhân chứng đáng tin cậy là thầy tế lễ Uri và Sachari, con của Giê-bê-rê-kia. Sau đó, tôi đến với nữ tiên tri
Rồi nàng thụ thai và sinh một con trai. Đức Giê-hô-va bảo tôi, hãy đặt tên nó là Mahe-shala-hát-bát, vì trước khi đứa trẻ biết gọi cha ơi, mẹ ơi, thì vua Assyri sẽ đến lấy đi tài sản của Đa-mách và chiến lợi phẩm ở Samari. Đức Giê-hô-va lại phán với tôi lần nữa rằng, vì dân này đã khước từ dòng nước êm dịu của Siloe và run sợ trước mặt Rê-xin cùng con trai của Rê-ma-lia, cho nên Chúa sẽ khiến nước sông Cái chảy cuồn cuộn trên họ, tức là vua Assyri với tất cả vinh quang của vua. Dòng nước ấy sẽ dâng lên khỏi lòng sông, tràn ngập tất cả các bờ, chảy vào Juda, chảy tràn lan và ngập đến tận cổ. Hỡi Emmanuel, cánh nó giang ra che phủ cả xứ ngươi. Hỡi các dân, hãy liên kết và bị đập tan. Hỡi tất cả các miền đất xa xăm, hãy lắng tai. Hãy nai nịch và bị đập tan. Hãy nai nịch và bị đập tan. Hãy bàn thảo chiến lược, nhưng nó sẽ bị phá vỡ. Hãy đưa ra kế hoạch, nhưng nó sẽ không đứng vững, vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Với cánh tay mạnh mẽ đặt trên tôi, Đức Giê-hô-va phán dạy và cảnh báo tôi, đừng đi theo đường lối dân này. Ngài phán, đừng gọi là âm mưu tất cả những gì dân này đã gọi là âm mưu. Đừng sợ điều dân này sợ, cũng đừng kinh hãi. Nhưng hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh. Chính Ngài là đấng mà các ngươi phải kính sợ và khiếp đảm. Ngài sẽ là nơi thánh, nhưng Ngài còn là hòn đá vấp chân và là tảng đá vấp ngã cho cả hai nhà Israel, cũng là lưới bẫy cho dân cư thành Jerusalem. Nhiều người trong số họ sẽ vấp chân, té ngã và tan nát. Họ sẽ mắc bẫy và bị bắt. Hãy buộc chặt lời chứng, hãy niêm phong luật pháp giữa các môn đồ ta. Các môn đồ của Ê-sai. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va là đấng ẩn mặt Ngài khỏi nhà Gia-cốp. Tôi vẫn trông cậy Ngài. Này, tôi và con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi là dấu lạ và điềm báo trong Israel từ Đức Giê-hô-va vạn quân, đấng ngự trên núi Si-ôn. Nếu có ai bảo các ngươi, hãy cầu hỏi đồng cốt và thầy bói, là kẻ nói líu ríu lẩm bẩm, thì hãy đáp, tại sao một dân tộc không cầu hỏi Đức Chúa Trời mình mà lại cầu hỏi kẻ chết cho người sống? Hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu họ không nói như vậy, chắc chắn sẽ chẳng có rạng đông cho họ. Họ sẽ đi lang thang trong xứ, khốn khổ và đói khát. Trong lúc đói khổ, họ sẽ nổi giận, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Họ sẽ ngước mặt lên trời, rồi cúi nhìn xuống đất, chỉ thấy hoạn nạn và bóng tối, ảm đạm và buồn rầu. Họ bị xô đẩy vào nơi tối tăm mù mịt, nhưng sẽ không còn bóng tối cho người đã chịu buồn rầu. Trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã hạ nhục đất Sa-bu-lôn và đất Nep-ta-li, nhưng trong tương lai, Ngài sẽ làm vui vẻ vùng đất nằm trên con đường ra biển, là miền bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Ga-li-lê của dân ngoại.